Thay thử cho ăn. Ừ. Ngon không? Ngon. Rồi tiếp theo là bạn Ngân đang xé cái cánh ra. Xé cái cánh này. Cái cánh kèm theo cái đầu luôn. À, hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay chú cháu mình sẽ tổ chức một cái buổi gọi là ăn Giáng sinh các bạn ơi. Mà giờ không biết ăn gì mà làm gì nữa đây giờ. Đứa có anh nào có ý kiến gì không? À con nghĩ chắc ăn gà đi chú anh. Rồi ok, thì hôm nay chú sẽ tính tổ chức một buổi Giáng sinh như thế này nè. Thứ nhất là sẽ tổ chức một cuộc thi ăn gì đó. Điều thứ hai là mình sẽ có quà cho Giáng sinh luôn nha các bạn. Thì thực sự ra mà nói với các bạn luôn thì mình cũng nói ở đây là mình cũng có một anh nhân để giúp đỡ cho mình làm cái Giáng sinh này nha các bạn. Thì thực sự qua đây thì mình cũng cảm ơn anh nhân đã giúp đỡ cho chú cháu mình có một cái mùa Giáng sinh thật là tốt đẹp như vậy. Thôi bây giờ chú cháu mình sẽ đi mua gà anh theo mấy đứa. Dạ đi thôi. Rồi, đi thôi, đi mua gà. Đi thôi, nhanh 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 nhanh. Được quà. Cháu mình thấy được ạ. Chỉ chú cháu mình bắt đầu sẽ ăn gà nha các bạn. Ăn mùa Giáng sinh này. Giờ trời gà nóng rồi lấy ra đi các bạn ơi. Thấy không à? Một thằng ăn cả con mày nghĩ no. Tới giờ chưa bao giờ ăn nguyên gà. Mày ăn thử biết liền gì. Thấy tình hình với sao ăn hết các bạn ơi. Bắt đầu đây mình lấy gà ra đi ăn các bạn ơi. Rồi đây một con nha. Con này rất là bự nha các bạn. Trời ơi, Vinh không nổi luôn. Đây, 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 đây. Dạ, bữa nay mình bưng đi ăn nha các bạn. Rồi lấy đồ sống đi Hậu. Rồi đi Hậu ơi. Và đây là số gà mấy anh em mình lấy về nha các bạn. Đây là 4 con nha. Đầu tiên là mình sẽ đổ nước chấm và bỏ rau ra nha mấy đứa. Mình đang bỏ dưa leo ra. Rồi, anh sẽ bỏ dưa leo ra. Phải có rau sống rồi anh kèm ngay nơi chứ không ngán lắm á. Dạ, không chưa. Ừ, Hà đổ nước chanh ra. Ok, người nước nào chanh cũng... Không phải nước chấm. Nó lộn, nước chanh, nó nói nước chanh từ bánh mì chứ. Đây là nước chấm các bạn. Giờ mình sẽ đổ nước chấm ra. Mỗi người đổ một bịch đi. Rồi, học đổ ra. Rồi, học đổ ra luôn đi. Mỗi người một chén đổ nước chấm đi rồi tiếp tục là chú cháu mình mới bắt đầu cái trò chơi nha các bạn. Hai vị tên quá là nhìn rất là hấp dẫn nha. Sự là bốn con gà nhìn rất là ngon luôn đó các bạn. Thơm không anh? Dạ thơm. Thơm nước chấm. Mũi luôn. Hòa thấy sao hả? Thơm chưa em? Nhắm ăn hết không chị Ngân? Chị không biết nữa tới đâu hay tới đó mà chắc có thể là hết đó. Xương hết chưa em? Anh ai phải xương bỏ chứ đừng ăn xương chứ có lẽ mình ăn hết các bạn ơi. Hay dữ trời, bụng đang đói mà anh Hảo. Thì chú cháu mình bắt đầu vào cuộc thi luôn nha mấy đứa. Dạ. Bây giờ đây chú cũng nói luôn. Ở trong đây thì thực sự ra là chú có 4 lá thăm nè. Người nào mà ăn gà trước tiên sẽ được chọn một lá thăm. Gọi điều đặc biệt hơn nữa là lá thăm này là tự chọn nha. Được một phần quà Giáng sinh. Được tặng một phần quà Giáng sinh tự chọn cho mình. Còn cái người nào ăn thứ hai thì tự mình chọn số cho mình bốc nha. Và người tiếp theo cái người nào ăn xong thì mới chọn được cái phần quà của mình. Ok chú mấy đứa? Ok. Hãy ăn đó chú ăn. Mày làm gì đi ghê quá. Tao buồn lắm mày. Không biết ăn nổi nữa không? Khỏi phải lo à. Quà dám ăn hết thiệt á. Nó mà gì cũng dở, ăn cũng dở nữa. Chứ sao? Ăn dở thôi mày rồi sao? Để tí ăn thắng mày cho mày coi. Tao bảo đảm với mày luôn á. Chưa ăn gà mà thấy Hậu với Quà sợ quá các bạn ơi. Nó nói nhiều thôi chứ chưa biết ăn được nhiêu đó em. Tự tin luôn á chạy. Thôi bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa thì thôi bây giờ như vậy. Mỗi người chọn cho mình một con gà đi. Rồi chú tính tiếp theo nào. Wow, con gà rất là ngon nha. Rồi tự mình xử con gà của mình nha. Rồi Hậu đó nè. Rồi Hoa, đúng rồi con gà này của Hoa. Và điều đặc biệt hơn nữa là bây giờ là sẽ là một cuộc thi đó các bạn. Đây lá thăm chú sẽ bỏ ở đây. Nhìn tới bạn đi. Và có rau sống với dưa leo chú đã để sẵn đây nha mấy đứa. Ai ăn thì tự bốc nha. Dạ. Nước chấm. Giờ chú sẽ đếm 1, 2, 3 là bắt đầu cuộc thi bắt đầu nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Ủa bạn Ngân ăn rất là nhiệt tình luôn nha các bạn. Chừng đứt cái cổ bây giờ. Rồi đây Hậu. Bỏ cái gì rồi?
cánh. Cái cánh trước hả? Con Hảo. Cái đầu. Con Hoa. Cái đùi á. À cái đùi trước nha. Ok. Để coi ai anh giỏi nhất trong ngày hôm nay các bạn ơi. Cảm giác sao hả? Ngon đời dài. Được rồi. Ok. Ngon quá chị Ngân ơi. Gà nướng mà cưng, bao ngon luôn. Đúng đã thì chứ. Ăn sạch luôn. Hết cái đùi chưa? Ăn sạch luôn không chưa? Đúng rồi, ăn phải sạch chứ. Chị bỏ xương đây nha các bạn. Xương bỏ lại luôn không nha. Đúng rồi, xương bỏ lại, cái xương bỏ đi chứ phải bỏ lại. Xương bỏ lại, xương bỏ lại. Xương bỏ lại. Ok ok. Anh Ngân anh rất là nhiệt tình nha các bạn. Nghe lại lại đi. Ăn cái cánh cuối cùng. Yeah, có là. Yes. Cái cánh nha. Tiếp theo là Ngân sẽ ăn cái cánh, cái cổ cánh của Ngân đây. Ngân cũng còn khá là nhiều nha. Của ai cũng còn nhiều chứ không có phải riêng anh. Đó, của ai để riêng bốn góc của mình đi. Coi chừng bốc lột gà người ta đó, bắt công ta đánh mình á. Mình đừng có bốc lộn gà tao nha hả? Gà tao ăn chưa hết bốc gà mày. Nói vậy cho chắc ăn. Đây là cuộc chiến gà. Ngon Hòa. Ừ, Hòa đang ăn hết nửa con gà rồi, sắp hết nửa con gà bên của Hòa rồi nha các bạn. Đây Hòa xé ra con gà đã làm ba rồi. Rồi Thảo thì đang ăn, Thảo ăn rất là từ tốn luôn nha, không biết chừng nào mới xong nữa. Rồi Hậu sao rồi? Vứt cái rồi. Để tới cái đùi rồi, còn Ngân. Chưa hết cái cánh không? Rồi đã. Ngon chưa? Ăn không ngon luôn rồi. Rồi tới cái cánh mình vứt nè. Coi chừng nha, phân qua tôi cho nó chờ mình nha mấy đứa. Cái thủ đi đi. Cố lên. Ăn như mình mới vừa đi làm vậy. Bệnh hình của anh dưa leo rồi các bạn ơi. Anh dưa leo cho đỡ ngáy mà. Rồi Hậu sao rồi? Sao thấy ngồi ngay không mà trời? Ăn gà phải bình tĩnh chứ anh. Mày sợ mắt hóc chứ vậy? Tao lo cho mày có. Đợi là lo lắm. Mày lo chắc nó hóc lâu rồi nữa. Có ớt rồi nha. Đang đói nữa. Chết luôn rồi. Đang ăn tới cái đùi rồi các bạn ơi. Ăn tới ớt rồi. Ngon quá mà để dưới rồi. No lắm. Chém tới đâu rồi? Tới cái ớt rồi chú à. No lắm đã chú à. Nãy làm hết rồi nha. Người ta ăn hết trước con gà là người ta được cái bốc cái lá thăm tự chọn đây nha mấy đứa. Chú An, Noel này đúng vui luôn, có vừa có ăn mà vừa có quà nữa chú An. Rồi và ăn xong ăn nhanh mà còn được quà là còn nhiều nữa. Dạ đúng rồi. Rồi quà tự chọn nữa. Bây giờ cố gắng ăn rồi. Rồi cố gắng. Ủa sao cầm cái cổ gặp hoài Ngân. Ngân đang ăn tới cái cổ rồi các bạn ơi. Rồi Hậu tới đâu rồi? Nửa chặng đường rồi. Đi mình coi. Quá trời ha, cô còn khá nhiều. Tự nhiên chú thấy Hậu còn nhiều nhất á Hậu ơi. Hả? Gà Hậu như to còn nguyên á. Hay là người ta nướng con gà con to hơn hả? Con không có đâu, con bẻ hết cái bẻ rồi. Ok, phải là hết một bẻ rồi. Nhưng mà còn hai cái đùi, Hảo còn nguyên hai cái đùi các bạn ơi. Còn Hòa thì còn mỗi cái khúc đầu à. Nửa đầu với cái đùi. Tiếp theo là giờ là Hòa đang sơi cái đùi rồi. Ngon quá mười ơi. Mày gán ăn đi rồi lấy quà tự chọn. Tất nhiên rồi. Còn ta ăn từ từ lấy quà sao chứ biết sao nào. Tớ hận nó ăn bài rồi mày ơi. Đúng là gà nướng ăn ngon thiệt. Đây ai ăn dưa leo rồi rau răm gì nha, từng lấy nha. Ăn quên luôn à. Làm trái dưa leo đi. Ăn từ đầu cho đến mông luôn. Gà làm gì cơ mà. Quên nữa. Cái đùi. Nó lộn chút xíu mà chết liền. Nói chuyện ra lình mà. Nó nghe từ mông mông là nó phải lắm. Mấy mày không phải mông kệ mấy bạn. Tao phải đùi. Đùi nè. Đây nha các bạn, để mình cho các bạn coi hình thù của con gà của Ngân ăn được tới đây nè. Gần nửa đoạn đường rồi nha. Cái này gần nửa đoạn đường. Con của Hậu đây chú coi coi. Thời ơi Hậu như con bự hồi nãy luôn nè Dương ơi. Hậu mới ăn được có tí cánh với một cái đùi Hậu ăn thì kỳ, Hậu xong ăn một bên đâu. Chơi gì độc chứ hả? Con Hảo là gà không đầu nha các bạn. Nãy giờ ăn đầu không à? Con Hòa sao rồi? Trời ơi, của Hòa te tu luôn nha các bạn. Trời ơi, quên đi còn cái đùi đó nha. Trời, sorry.
quà cho chị ăn nhanh nhất nha mấy đứa. Cái phần quà từ chọn đang chờ mình nha. Hay thử cái ăn. Ừ. Ngon không? Ngon. Rồi tiếp theo là mình nhìn đang xẻ cái cánh ra. Xẻ cái cánh này. Là cái cánh kèm theo cái đầu luôn. Có cái đầu đi. Các bạn đón xem coi ai là người anh có tài ăn gà nhất trong ngày hôm nay nha. Anh Nhân đang sơ cái cánh các bạn ơi. Rất là nỗ lực. Rồi còn hậu thì sao rồi? Không hề nói một luôn. Mày cứ đâu vậy? Tao xong rồi. Còn nhóc luôn à, nói xong. Nói cho thằng hậu nó sợ. Tao nghe là tao biết là tại tao hỏi chơi á. Mày gà, tao nhỏ gà mày nữa không? Gà này mà nó kêu nhỏ rồi các bạn. Ai còn nhiều hơn tao thì có. Thầy đứa nói thì chị sẽ lại sắp ăn hết rồi. Còn Hòa đang ăn gì Hòa gặp xương không Hòa? Thì sao mà? Ăn cho kỹ chứ em ơi. Mày cẩn thận à. Biết rồi mày ơi. Lo cho nó mà nó cũng cẩn hả? Gạo ăn xương chị. Mày không đâu, mày không đủ ăn luôn xương chứ. Cuộc thi ăn gà mà thấy hai nãy cãi nhau không các bạn ơi? Tại hãy nói giỡn nó Hậu ơi. Mình cứ ngồi ăn đi sẽ mau hết thôi. Chủ yếu mình nói cho quả ăn chậm lại. Ai nói gì đó mình cứ giận mặt tâm ăn. Của quà gần hết rồi. Sao là ngon, nay ăn gà nướng bữa thấy sao ngon? Ngon lắm chú bạn. No được nửa bụng rồi đó. Cái này anh chè bưởi chú mua lên sao? để mình ăn sống này đi, mình nhắm mình ăn nổi chè bưởi đó thì mình hãy mua. Ờ đúng rồi, thầy thấy ông bán chè bưởi chè ngang, các bạn tính mua chè bưởi cho mấy đứa ăn luôn. Mình nói gì mà giờ quậy không? Chứ mày nghĩ con gà luôn mà không lo. Ráng đi mấy đứa ơi, vì quà kìa. Hết gà nó có quà nữa nha. Nó thật sự ra các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời mình ăn nguyên con gà luôn. Mệt quá. Trời. Đúng chất là ngon luôn. Còn không có ai ăn đâu chị Ngân. Có mà mình thi mới ăn á. Ăn nguyên một con rồi muốn chết. Ăn thấy gì không Hảo? Nhiều chị Ngân ơi, cả nhà người ta ăn có một con gà, mình giờ mình ăn con gì nghĩ nhiều không? Chị ăn giùm cho cả nhà đó Hảo. Sắp hết rồi. Sao rồi Hà, tới đâu rồi, tiến trình tới đâu rồi? Gấp ngay, gấp ngay rồi. Ôi, nồi quá. Bây giờ tới mình ăn đồ nha các bạn. Anh còn như đây nè đó, còn một bên đùi với một khúc xíu bên dưới thôi nha. Còn Hậu sao còn nhiều như ta ăn, Hậu còn cả cái đầu với cái cổ với một khúc xuống luôn nha. Còn Hảo thì nói chung ra còn 1/3 con. Còn Hòa thì còn tí xíu các bạn ơi. Còn mỗi cái cổ không à, với cái tí mình à. Bình ăn thôi. Một cách thật là chuyên nghiệp vô. Ăn trung bình thôi, từ từ. Ăn càng nhanh càng no. Thật sự là rất là no luôn chưa? Rồi cố gắng lên, cố gắng lên. Coi ai là người ăn con gà nhanh nhất trong ngày hôm nay nha các bạn. Vẫn còn khá là nhiều nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xét cái đùi còn lại. Bật thử có nhiều lắm hết. Đấy. Rồi hôm nào được con, xét được con nha. Đi ăn thì anh hùng về. Người nào ăn nhanh nhất? Thấy sao Hoàng? Ngon. Ngon đâu? Rồi quà còn có ít nữa nha các bạn. Nhắm mà hết đó Hoàng. Đó chú em. Nhưng mà quan trọng là nhanh hay muộn thôi đúng không? Giờ anh đi leo nữa rồi, ăn thêm để cho đỡ ngán trong gì. Một tháng ngay luôn à. Giống mi chè. Sao Hảo? Anh không nói lên lời luôn. Nói anh không nói lên lời luôn cả. Sao Hảo, anh thấy ngon không? Dạ ngon. Mà anh no chưa? Dạ là... Cảm thấy no chưa? No rồi chú ăn. À. Hậu sao Hậu? No. Thực sự ra mụn gà rất nhiều đấy các bạn. Nhưng mà tụi mình cũng cố để ăn cho hết. Không hết sao thắng được. Bởi vậy mới cố á. Mình đã cố gắng hết sức rồi các bạn. Không thể coi mình được con ngay rồi.
Phải gần hết rồi chứ, mà còn có cái cánh với cái cổ thôi, đâu có nhiều đâu. Đó, cái bè đùi nè. Bây giờ tới Hảo xanh cái mẹ đùi nha. Bè đùi là nhiều nhất. Còn hở như thế này à. Cắn ở trong ngắn luôn á. Đi ra ngoài chứ mà. Có tự do. Giờ đang ăn người xong Hảo cầm cái đùi hay sợ thiệt chứ. Chứ giờ phải cố gắng ăn chứ sao vậy. Đứng về cho nó tiêu các bạn ơi. Gì trời, gì sốc chứ mà. Không á. Đá nhiều anh với leo chi nè. Hả? Ngon. Đỡ ngán thì sao? Còn hơn người tôi đó. Nên tập để bắt đầu là để ăn cho hết cái phần gà của mình nha. Đói nữa là ăn tiếp. Tập cho xuống. Còn hòa sao rồi? Rồi, rất là tình bời các bạn ơi, xỉu luôn rồi. Còn Hảo anh rất là bình tĩnh nha các bạn, mặc dù Hảo anh từ từ nhưng mà anh rất là bình tĩnh, còn có khả năng ăn, có khả năng gần hết một con gà rồi nha các bạn. Đây đó, của Hảo cũng khá là ổn rồi. Còn của Hà còn mỗi cái đầu với cái cánh không mà sao ngồi ngay hoài à trời. Sao mà hết đi mà. Mới ăn chung lắm mà. Nhà nước không xuống dạ. Em chỉ no đâu ghé đâu. Mày chắc có khả năng thắng tao à. Rồi tao đợi mày rồi. Để tao ăn cho mày xem. Đừng hơi còng ém xuống cái à. Có nằm một góc. Phải làm gì nữa hả? Thấy nó phải làm gì đó Hậu ơi. Ém xuống cho nó nằm một góc cho yên rồi mình ém xuống tiếp. Ăn mà muốn ghê nó mắt luôn. Sao chị Ngọc? Nò ngán quá em ạ. Wow, ngon quá. Chị Ngân rồi, chị Ngân rồi đó. Anh dưa leo không luôn rồi, sao giờ không ăn thịt anh dưa leo chị Ngân. Mua gà về cho anh mà nó đè ngoài anh dưa leo có rau không mà các bạn ơi. À sao rồi? Ai là người lấy phần quà tự chọn ngày hôm nay đây? Trong cái vui nha. Cái phần quà tự chọn là mình sẽ được chọn một trong những phần quà của những người còn lại đó các bạn. Là cứ chọn một phần giống người ta, ví dụ còn mấy người kia thì thực sự là phải lựa chọn đúng cái phần quà của mình bốc được nha mấy đứa. Đây, bạn Ngân đã hết rồi nha các bạn, còn mỗi cái đầu đây, của bạn Ngân còn cái đầu. Ủa, đây còn cục nữa chứ, trời ơi trời, còn khá là nhiều nha. Còn nguyên một bể đít luôn. Còn bạn Hậu sao rồi? Bạn Hậu còn cũng nhiều đây nè Hậu ơi. Còn Hảo còn, Hảo nhiều nhất luôn. Còn Hòa, Hòa còn có cái cánh nữa mà. Ừ, Hòa còn xong rồi nha các bạn. Cái này mỏng lát à, nó không có dày. Mình sẽ ăn các cánh luôn à. Xuyên xương thôi. Vậy mà ăn biết chừng nào thắng tao được. Không phải vậy nào các bạn. Thằng Hòa ăn nhanh thiệt. Chị thấy nó ăn mà chị ngán luôn. Cái này của chị nè. Cái này của Hậu. Cái này của Hậu. Rồi. Rồi Hậu đang ăn cái đùi còn lại nha. Sao rồi Hòa? Sao ngồi bắt đầu từ từ rồi. Lẫn đùi đấy nha. Cái đùi nằm đây nè. Ôi chưa. Nó móc hồng rồi. Rồi Hậu sao rồi? Nhắm hết đâu Hậu? Tính thủ đi. Sao mà ngay vậy trời. Rồi ăn canh. Nói thật sự với các bạn luôn thì mình muốn tổ chức cho các em một trò chơi gọi là vui thôi, chứ cũng không có gọi gì là xô xát đâu nha các bạn. Thực sự ra là cho mấy em có một sự phấn đấu để ăn gà cho vui trong cái ngày giờ Giáng sinh này thôi. Đây là các bạn, hiện giờ thì Hòa đã ăn xong rồi nhưng mà trên miệng còn nhai thôi nha. Rồi, ok. Xuống. Thì chừng mắt hóc á, hóc. Đừng bao giờ gọi là mắt hóc xương gà báo nữa. Nhiều à. Cái nước gà rồi. Nhắm nuốt được đó mà. Ủa Hòa sao cặp dưa leo của Hảo à? Nó có gấp quá làm luôn tới cho không? Cái nào mới rồi nhỉ? Ủa cái mọng gà ăn được không? Được. Lần đầu tiên cái đầu luôn trời. Thấy sao Ngân? Cái đầu nó cũng đỡ ngán lắm chú em. Mà no chưa? Rất no luôn á. Rồi Hậu sao rồi? Hậu còn khá là nhiều các bạn ơi. Còn Hảo
Hảo, Hảo con một tạng ở lưng đó nha. Còn Hòa thì sao? Không ạ. Xong chưa? Rồi đây, bạn Hòa đã xong rồi nha các bạn. Ok, bạn Hòa được một lá thăm tự chọn. Đây, lá thăm số 1 của Hòa là lá thăm tự chọn. Chị xin muốn lấy gì lấy. Rồi sao rồi, còn ai tiếp theo? Xong rồi. Ở trong đây có sẽ có 3 phần quà. Yeah. Sao không? Chưa vậy? Cấp cứu. Không, rất là no luôn rồi các bạn ơi. Con không rồi. Yeah. Rồi, Thảo sao? Đang ăn chứ mà. Còn một chút xíu nữa cũng xong rồi các bạn. Mình còn Ngân đã xong rồi nè. Mình ăn cứ bình tĩnh. Rồi Ngân chọn cái lá thăm cho mình coi được phần quà gì trong ngày hôm nay. Quà tự chọn các bạn ơi. Đây chúng ta coi. Đây là Hòa được phần quà tự chọn nha các bạn. Để coi ba người kia được phần quà gì thì con chọn một trong ba người nhé. Rồi con Ngân nào. Đây phần quà gì đây? Ở trong đây có 3 phần quà tự chọn, Ngân đọc cho mình được cái gì nha. Anh thứ hai sẽ được bốc thứ hai nha các bạn. Phần quà là một chiếc áo nha. Rồi ok. Tí xíu rồi chú cháu mình ăn xong mới đi mua quà được các bạn ơi. Được bạn ơi. Rồi sao? Tới Hảo chưa ăn xong thì chưa được lấy quà luôn. Còn cục cái đồi đó mà, cái chút cuối rồi mà. Cái này nè. Rồi ráng ăn đi. Chiếc áo sơ mi hả? Để cho áo mười mấy triệu. Không, không, không. Đâu anh đi hậu. Hết nợ rồi chú ơi. Rồi giờ hết nợ là chưa thua ta đó. Đầu hàng. Đầu hàng không? Đầu hàng. Vậy là mình thắng Hậu rồi nha các bạn. Sau một trận chiến thì còn lại là Hậu đã thắng Hậu. Tại vì Hậu là người thua cuộc nha các bạn. Không thể nào ăn nổi nữa, còn một ít nữa các bạn ơi. Còn cái phao câu không ơi, chứ còn gì đâu. Nó còn chừa được cái phao câu nè. Với cái đầu luôn. Trời ơi. Với da cổ, với cái ớt còn nguyên con gà luôn. Rồi, rồi, rồi bây giờ Hảo là người chiến thắng, Hảo lựa một phần quà Giáng sinh cho mình đi. Còn được cái gì trong đây? Cái quần quá. Cái quần luôn. Rồi, Hảo được cái quần, một cái quần luôn nha các bạn. Rồi còn con, khỏi cần biết trong đây là cái gì. Cái nón luôn quá. Con chắc không có được cái nón đâu. Cái gì? Được một con dây thun buộc quần về. Rồi, có được cái gì? Đôi dép. Đôi dép. Rồi, đây là Hậu được một đôi dép nha các bạn. Thực sự ra no lắm các bạn ơi, đi hết nổi luôn rồi. Rồi bây giờ Hậu được cái gì? À, được cái quần chú An ơi. Hảo được quần đùi hay quần dài anh Hảo? Hả? Ai biết đâu chú An có ghi đâu. Chắc cho cái quần đùi á. Quần đùi sao mặc được Giáng sinh? Phải đi vòng vòng nè. Ủa, còn Hậu được gì? Đôi dép. Chắc là Hậu được cái đôi dép Lào á. Không, đi cho bệnh. Không, dép tối ông cũng được. Nếu em lấy đôi dép Lào quà cũng chọn heo đôi dép Lào à. Mà quên chứ không biết mình được chiếc áo gì nữa. Chú anh sẽ mua tặng cho Ngân một cái áo thùng ba lỗ. Nói chứ chú sẽ tặng cho Ngân một cái áo sơ mi. Còn Hậu sẽ là một đôi dép da đi cho ngày Giáng sinh nha. Còn Hảo là một cái quần đùi, em quên lo cái quần dài. Sorry, sorry. Thì tất cả các em đã được phần quà hết rồi, còn mỗi Hòa nha các bạn. Bây giờ Hòa được phần quà tôi chọn, là Hòa chọn đi. Áo đi. Không, Hảo nha. Ok, vậy là phần quà của Hòa chọn nào đột chiếc áo nha các bạn. Nhân dịp sẽ Giáng sinh này nha các bạn. Ok không Hòa? Được. Thích không? Thích. Thật sự hôm nay mình ăn một bữa gà rồi, mình ăn xong mình còn được phần quà nữa, mình rất là vui nha các bạn. Thôi các bạn ơi, thì hôm nay thực sự ra thì chú cháu mình cũng tổ chức xong một cái trò chơi của ngày Noel ngày hôm nay rồi nha các bạn. Thì qua đây cũng cảm ơn anh Nhân đã giúp đỡ cho chú cháu mình, cho team mình được một cái Giáng sinh thật là tuyệt vời nha các bạn. Nhân dịp đây mình cũng chúc các bạn có một mùa Noel ấm áp và vui vẻ bên gia đình. Rồi thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Bye bye. Rồi bây giờ chú cháu mình sẽ đi mua đồ Giáng sinh cho mấy em các bạn ơi. Rồi đi mấy đứa ơi. Bây giờ mấy em mình đi mua quà cho ăn cho nha. Và đây. Vô mua đồ cho ăn cho rồi. Đi 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 đi. Thì hôm nay chú sẽ trao quà Noel cho cái hôm đó mà ai là người lãnh được phần quà Noel nha. Dạ. Đây Hòa một cái áo nè. Cảm ơn chú em. Ngân được một cái áo. Cảm ơn chú em. Hảo được một cái quần. Và Hậu thì được đôi dép nha, quá to nha. Cảm ơn chú em và chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ nha. Bye bye, bye. Mua nick Liên Quân Free Fire tại shop anh2vlog.vn, giá rẻ, chất lượng và uy tín.